Hỏng dưa si biết. Chỉ là tôi tranh giành tài nguyên với địch đệ Nhật Ba. Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt. Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng chung. Tin tức dưa si biết ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngữ đỉnh đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Thứ nhất, Trúc Địa Đan thực sự muốn trở thành chị cả của Gia Hành, nhưng nguồn lực của công ty đều được giao cho địch đệ Nhật Ba. Thứ hai, trên mạng có tin đồn rằng Bạch Lộc đã độc thân, nhưng thực ra cô và Trương Năng Hách vẫn đang hẹn hò. Trước đây cả hai cũng đã thương lượng với đội của nhau nhưng vô ích, bây giờ họ được phép tự do phát triển sự nghiệp. Thứ ba, sở thích của Tiêu Chiến là vẽ tranh và anh ấy thường vẽ mỗi khi rảnh rỗi trên phim trường. Thứ tư, Dương Dương và Kim Thần không hề nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim. Thứ năm, Vương Hạc Đệ đã là một nghệ sĩ được xếp hạng S cộng trên nền tảng, đằng sau anh ấy sẽ có rất nhiều nguồn lực. Thứ sáu, nhiều người theo đuổi Dương Tử là nghệ sĩ ít tiếng tăm trong giới, nếu muốn tăng độ nổi tiếng bằng cách hẹn hò với Dương Tử thì Dương Tử rất tỉnh táo và sẽ không đồng ý. Thứ tám, Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, nhưng bản thân cô ấy không thích chuyện này, luôn nói mình không có thời gian. Thứ chín, Thành Nghị hiện đang độc thân, anh ấy chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp với người mới vào công ty. Mẹ anh ấy sẽ cùng đến đoàn phim để chăm sóc anh ấy khi anh ấy đi quay phim. Mẹ Thành Nghị rất khắt khe với bạn đời của con trai mình. Thứ 10, tài nguyên của Triệu Lộ Tư địch đệ Nhật Ba hiện tại trùng hợp rất cao, đều là lưu lượng hoa trên mạng, khó tránh khỏi sự cạnh tranh.